xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình bình luận quốc tế được phát trên báo nghệ an điện tử. Vậy là năm 2016 đã khép lại với rất nhiều sự kiện tiêu biểu và nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân. Để có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về bức tranh thế giới năm 2016 cũng như là tình hình khu vực và Việt Nam, chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện chiến lược và khoa học bộ Công an. Trân trọng cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xin phép trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương về tình hình thế giới năm 2016 trước ạ. Thưa Thiếu tướng, về tình hình thế giới, chúng ta bắt đầu từ kinh tế thế giới. Vì suy cho cùng, kinh tế có tính quyết định đối với các lĩnh vực chính trị và an ninh. Đề nghị Thiếu tướng khái quát bức tranh kinh tế thế giới năm 2016 được không ạ? À, vâng, tôi sẽ cảm qua một số ý kiến khái quát về kinh tế thế giới năm 2016. Thông thường nói về kinh tế thế giới thì người ta nói đến hai cái mảnh ghép cơ bản của nó cái mảng quan trọng nhất là cái mảng mỹ nhật và châu âu cái mảnh ghép thứ hai của nó là năm nước công nghiệp mới nổi mà ta hay gọi tắt là bric gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi toàn bộ những cái thế giới được ghép bằng hai mảnh này là chủ yếu Kỳ Mỹ Nhật châu Âu cộng với BRICS nó chiếm đến 80% thương mại toàn cầu. Thì nên kinh tế đầu tàu thế giới kinh tế Hoa Kỳ là tương đối ổn định và sáng sủa. Cái thất nghiệp của họ chỉ còn lại 5,3%. Cái GDP của Hoa Kỳ đạt đến gần 2%, 2%. Mặc dù Mỹ chưa bước vào một chu kỳ phát triển mới, nhưng rõ ràng sau cuộc đài khủng hoảng năm mươi tám, thì năm mười sáu vừa rồi, hoa kỳ đã bắt đầu nhúc nhích chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Nhưng rõ ràng cái nền kinh tế mì năm hai nghìn cũng chưa có đầy đủ những yếu tố để phát triển nhanh trong hai năm hai nghìn hai mươi bảy. Nhưng dù sao ba trung tâm bị nhật châu âu, thì kinh tế mì vẫn là khai nhất, cái đầu tàu của nền kinh tế là khai nhất, khá ổn định bắt đầu có bước phát triển. Đối với Nhật Bản, thì cái chương trình kinh tế của Thủ tướng AB, Abenomics đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng thật ra thì Nhật Bản cùng chưa thoát sản nó khỏi suy thoại. Có thể nên kinh tế Nhật Bản so với những năm 14-15 trước đấy thì có bước tiến bộ rõ rệt. Nhưng chưa phải ổn định và chắc chắn về cơ bản nền kinh tế Nhật Bản vẫn ở trạng thái khá trì trệ, còn liên minh châu Âu, nền kinh tế liên minh châu Âu thì kỳ hạt ruột, kỳ hạt nhân của nó là khu vực eurozone, đồng eurozone, thì năm 16 không có bước chuyển nào tích cực. trong 28 nước châu Âu thì có lẽ khả nhất vẫn là trụ cột Liên bang Đức, họ đã vượt qua được mọi khó khăn và giữ được tốc độ tăng trưởng tương đối tốt nhất. Còn tính chung lại toàn 27 nước kêu còn lại thì vẫn ở trạng thái bình thường, thậm chí có mặt trí trệ. Trong điều kiện như vậy thì cái nền kinh tế châu thì bị giáng một đòn nặng nề bởi cái hiện tượng nước Anh ra khỏi châu Âu. Brexit này nước Anh chưa ra, có thể năm 2019 họ mới ra. Nhưng rõ ràng cái việc 51,9% cử tri Anh đã bỏ phiếu đồng ý ra khỏi châu Âu tác động rất là lớn đến cái kinh tế châu Âu. Cái mảng thứ hai của nền kinh tế thế giới đây là nắm được gồm có Brazil, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và Nam Phi thì nổi lên Ấn Độ trong cái bối cảnh kinh tế thế giới khá ảm đạm thì kinh tế Ấn Độ năm 16 này đạt được tăng trưởng trên dưới 7%. Tôi cho rằng được phát triển tốt nhất trong nền kinh tế thế giới năm 16 này. Ngược lại với Ấn Độ thì Brazil là cực kỳ khó khăn. Sau khi Tổng thống Rousseff bị mất chức, nền kinh tế Brazil là cực kỳ khó. Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới, năm 16 này cũng vật lộn với rất nhiều khó khăn. Nga bị bao vây cộng vận trừng phạt. Chính rõ ràng số 15 14, 15, 15 thì Nga có khả hơn, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi suy thoái. Trên cái mạng thứ hai là mạng BRICS thì duy nhất có Ấn Độ là khá. Đánh giá chúng lại cái nền kinh tế thế giới năm 16 có thể đưa ra một kết luận là mà nền kinh tế đang ở trạng thái bấp bênh có những nhân tố mới có thể thúc đẩy phát triển nhưng đồng thời những nhân tố kìm hàm có thể kéo nền kinh tế thế giới trở lại suy thoại các nhân tố này gần như nhau chứ chưa có vấn đề gì đặc biệt trong năm 16 có thể năm sáu năm kinh thế giới đang đi ngang, có điểm sáng, có điểm tối, nhưng có lẽ như điểm tối nó nhiều hướng điểm sáng. Cái bức tranh kinh tế thế giới năm sáu như vậy. Vâng, đó là về tình hình uh, kinh tế. Thế còn uh, tình hình chính trị an ninh thế giới năm 2016 thì sao ạ? Trước hết thì uh, kính đề nghị thiếu tướng lựa chọn một số sự kiện tiêu biểu uh, có tác động lớn đến tình hình thế giới năm qua và có thể là để lại những cái dấu ấn điển hình đối với năm 2016 tôi lựa chọn bài sự kiện của năm 16. Và bài sự kiện này nghĩ làm cái dấu ẩn đầm mà các nhà lịch sử về lịch sử thế giới chắc chắn khi để nói năm 16 không thể bỏ qua được. Xếp theo trình thử thời gian thì sự kiện đầu tiên làm rung chuyển toàn bộ châu Âu để được sự kiện Brexit ngày 23 tháng 6 năm 2016 51 phải chiếm phần năm cử tri anh bỏ phiếu ra khỏi châu Âu. Tôi cho rằng được anh ra khỏi châu Âu thì hậu quả lớn nhất chính là người lao động anh, là người dân anh. Là 78 phần đánh từng là trung lưu và hà lưu của anh phải chịu hậu quả. Bởi vì chắc chắn khi anh ra khỏi châu Âu thì nền kinh tế anh sẽ rơi vào suy thoại. Hàng nghìn cái doanh nghiệp, sự nghiệp thầm chí hàng chục nghìn sẽ đình trệ ngưng sản xuất, kéo theo một triệu người lao động thì mất việc làm. Đây là bức tranh nhuận tiền. Không có một chính phủ nào có khả năng trong một hai năm mà tìm ra thị trường mới thấy cho ông để tiêu thụ 400 tỷ bằng ấy hàng quả được. Đây là cái khó khăn thứ nhất. Nó nên dán lên đầu cái người lao động anh cái tầng lập trung lưu hạ thứ chiếm 78% dân số anh. Cái hậu quả thứ hai đối với nền kinh tế anh London là một trung tâm tài chính lớn thứ hai thế giới. Thì chắc chắn 240 cái văn phòng đại diện của các tập đoàn tài chính thế giới. Sớm muộn họ cùng chuyển về Paris hoặc Frankfurt của Đức thôi ạ. À. Vậy như vậy thì lại một cái đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Anh nữa. Mất 13% GDP không phải là nhỏ. Anh có vai trò quan trọng lắm. Nếu anh ra khỏi chỗ không, xét trên mọi phương diện cả về kinh tế, cả về chính trị, cả về an ninh. Nói gì thì nói châu Âu suy Vai trò vì thế châu Âu trên thế giới cũng bị suy giảm. Dạ. Đây là điều chắc chắn. Chứ còn ở đây tôi muốn định chính một cái thông tin rằng là nhiều học giả tính khách nói rằng anh rời khỏi châu Âu sẽ tạo ra một hiện tượng domino. Có thể dần đến nhiều nước ra khỏi châu Âu và làm cho mình châu Âu, minh châu Âu tan rã. Thì cái điều này không có. Châu Âu sẽ được củng cố lại sau khi ra khỏi. Thì đây là cái tác động đến châu Âu. Còn tác động với thế giới Nhất là đối với cả cường quốc Tôi cho rằng anh ra khỏi châu Âu thì Cái quốc gia mà cường quốc thiệt thòi nhất phải là Hoa Kỳ Thật ra cái nước anh ra khỏi châu Âu tác động đến kinh tế Mỹ không lớn Nhưng tác động đến cái vai trò vị thế của Mỹ Trong cái tương quan Cái mối quan hệ Mỹ với Nga, Mỹ với Trung Quốc Nói gì thì nói Nước Anh là đồng minh chỉ cột nhất như anh em sinh đôi của Hoa Kỳ tại châu Âu. Mỹ dùng anh để tác động vào chính sách châu Âu. Đối với Nga, đối với Trung Quốc, đối với thế giới. Bây anh ra khỏi châu Âu rồi chắc chắn cái vai trò của anh sẽ giảm đi ạ. À. Mặc dầu nó tốt còn đấy. Chính sách của châu Âu. Nếu không có anh chắc chắn sẽ khác. Chúng tôi cho nếu mà tình cả cường quốc thì có lại Hoa Kỳ là cái nước gia, cái cái cường quốc mà đang thiệt thòi và lo lắng nhất đối với việt nam chúng ta thì tôi nghĩ là cái brexit tác động đến việt nam không lớn là vì dù sao trên phương diện chính trị an ninh thì chúng ta cũng thấy không có vấn đề gì về kinh tế chúng tôi quan hệ với anh ở mức độ thấp thôi à. nó không phải như là với hoa kỳ với trung quốc về các asean theo trình tự thời gian thì sự kiện thứ hai đấy là ngày 12 tháng 7 tòa trọng tài thường trực ở Lá Hai được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về biển năm 1982 đưa ra phản quyết trong cái vụ Philippines kiện Trung Quốc về những cái vấn đề tranh chấp liên quan đến cái vận dụng cái công ước luật biển năm 82. Tòa trọng tài nói rằng căn cứ vào công ước thì cái yêu sách của Trung Quốc đối với nguồn lời trong vùng nước bao chiếm trong đường chín đoàn là đi ngược lại với công ước nói cách khác là yêu sách vùng nước trong đường lười bò hay đường chín đoàn hay đường chịu ú là hoàn toàn trái với pháp luật trung quốc không có cơ sở pháp lý nào để đưa ra yêu sách về quyền đục của mình đối vùng biển được bao chiếm trong đường chín đoạn Tôi cho đây là cái phản quyết lần đầu tiên trong tài phản quốc tế. Có cái phản quyết cực kỳ minh bạch rõ ràng và đúng đắn như vậy. Bác bỏ toàn bộ tần gốc rễ yếu sách phi lý của Trung Quốc đối với đường chỉ đoạn, đường để bỏ hay đường chủ. Sự kiện thứ ba là ngày 15 tháng 7. Cuộc đảo chính bất thai nhờ Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ cái sự kiện này ít người quan tâm. Nhưng tôi cho rằng nếu mà tác động đến phạm vi toàn cầu thì sự kiện này đặc biệt quan trọng. Sau cuộc đảo chính ấy, Tổng thống Putin là người đầu tiên, nguyên thủ cường quốc thế giới đầu tiên gọi điện chia sẻ với Tổng thống Erdogan. Và rõ ràng, sau một tháng, thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đến Saint Petersburg gặp Tổng thống Nga. Họ cam kết với nhau những điều gì bí mật thì chúng ta không biết. Nhưng sau đấy, thì quan hệ nga thổ trở nên cởi mở và khôi phục lại chính thức tổng thống erdogan đã điền ra với tổng thống putin thừa nhận cái sai lầm trong cuộc bản giới máy bay su một nga tháng 11 năm 2015 tổng thống erdogan xin lỗi nga xin lỗi nạn nhân và hứa rằng sẽ không tài phạm nữa và tôi cho rằng chính cái cuộc đạo chính bất thành này đã là một cái chất xúc tác làm cho quan hệ ngã thủ dần dần khôi phục trở lại. Ngược lại, chính cuộc đảo chính này làm cho quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ đồng minh vốn có của nhau trở nên hết sức căng thẳng. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với châu Âu cũng trở nên hết sức căng thẳng. Và chính cuộc đảo chính bất thành này đã khôi phục từng bước quan hệ ngã thổ Ngoài ra không chỉ quan hệ Nga thổ mà tác động được cuộc chiến chống IS và al Qaeda ở Syria. Có thể nói, cuộc chiến chống IS ở Syria đã chuyển sang bước ngoặt trong năm 16 này. Sự kiện thứ tư, đấy là sự kiện cuộc, đấy là sự kiện thứ ba, sự kiện thứ tư là sự kiện chính quyền Colombia của Tổng thống Santos đã ký cái thỏa thuận với cái lực lượng phiến quân FIRC một cuộc xung đột nội bộ kéo dài hơn 50 năm và đến tháng 1 tháng 11, tháng 11 vừa rồi chính thức chính quyền của tổng thống tốt đặc ký hòa giải hợp tác với FIRC thì tôi cho đây là một sự kiện có thể nói là trong phạm vi một quốc gia Colombia thôi ạ à. nhưng nó mang dấu ấn của cái lịch sử thế giới năm 2016 này sự kiện thứ năm là bầu cử Mỹ cái điều thứ nhất là vì lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ 240 năm lịch sử Hoa Kỳ một tỷ phụ bất động sản chưa bao giờ tham gia chính trường lại ra ứng cử viên tổng thống chúng ta nên nhớ rằng 240 năm vừa qua, tất cả ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ đều là luật sư, 600 luật sư. Và 100% ứng viên đều là những cái quan chức, đã từng là thống đốc bang, hoặc là nghị sĩ của dân đảng dân, đảng, dân chủ đảng, 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 đảng qua, hà nghị sĩ đảng sĩ, hoặc trình an toàn tối cao. Tất cả những ứng viên từ trực này đều là quan chức. Ông Donald Trump là một tỷ phú bất động sản, chưa bao giờ tham gia chính trường rất ân cử tổng thống và đắc cử về tỷ số cao để điều đặc biệt nhưng có lẽ cái điều đặc biệt thứ hai nằm ở cái tuyên ngôn tranh cử và cam kết của ông ấy. những cái tuyên ngôn của Donald Trump đã làm rung chuyển cả thế giới cả về kinh tế cả về chính trị cả về an ninh ông tuyên bố ông chống tự do thương mại chống toàn cầu hóa với cái khẩu hiệu tất cả vì nước Mỹ, tất cả phục hứng sự vĩ đại của nước Mỹ. Ông ta sẽ rút ra khỏi cái TPP, rút ra khỏi TPP, hai hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương và xuyên Đại Tây Gương. Xem xét lại các hiệp định đa phương mà Mỹ đã ký ở Bắc Mỹ với Mexico và Canada. Như vậy rung chuyển toàn một kinh tế thế giới. Về chính trị và an ninh, chúng ta yêu cầu là các nước thành viên NATO phải chi thêm tiền thì nuôi cái đồ bộ máy quân đồi mì ở châu Âu. Nếu không ta phải rút. Lần đầu tiên từ năm 1945 bây giờ có một tổng thống mì tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ an ninh bất đường nào không công làm không công ai cả. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc đồng minh cho Hòa Thái Bình Dương này, Hoa Kỳ cũng yêu cầu phải đổi tiếng tiền nữa. sự kiện thứ sáu là quan hệ Nga-Nhật Bản trong một chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Putin ngày 15, 16 tháng 12 vừa rồi. nó ta rất bị đột phá. Đã quá dài được một quan hệ Nga với Nhật. Tổng thống Putin và Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố về báo chí rằng tạo đã đột phá trong quan hệ Nga-Nhật bởi lẽ đã 71 năm nay từ khi kết thúc chiến tranh bây giờ. Nga và Nhật Bản chưa bao giờ có hiệp định hòa bình cả. Thì Tổng Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng những cái thỏa thuận ngày hôm nay đặt nền móng để tiến tới hai nước kỳ hiệp định hòa bình. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm, Nhật Bản và Nga hợp tác với nhau. Cùng đưa người dân để hợp tác kinh tế khai thác làm ăn sinh sống ở cái miền Nam quần đảo Kurin theo một cách nói của Nga và vùng biển Bắc theo của Nhật Bản. Sự kiện thứ bảy có lẽ gần chúng ta nhất đây là sự kiện từ 30 tháng 6 năm 2016. Ông Duterte trở thành tổng thống của Philippines. Với tính cách đặc biệt và đặc biệt là chính sách đối nội đối ngoại của tổng thống Duterte khác biệt rất xa đối với người tiền nhiệm tổng thống Aquino. Đặc biệt trong chính sách đối ngoại, trong tuyên bố công khai của mình, hàng chục lần tổng thống Duterte đã tuyên bố rằng sẽ mở rộng cánh cửa giao lưu, mở rộng hợp nghị hợp tác với Trung Quốc và cả nga nữa, nhưng mà chủ yếu Trung Quốc thôi ạ. À. Và Philippines không thể chỉ phụ thuộc vào Mỹ được. Phụ thuộc Philippines phải đa dạng hóa quan hệ. Thậm chí có những lần Tổng thống Đối tế cũng đã tuyên bố một cách rất là gây gắt kiên quyết rằng chúng tôi sẽ từ bỏ các cái hiệp định song phương với Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị và an ninh. Từ là đồng minh của Mỹ hướng sang Trung Quốc nó rung chuyển toàn bộ khu vực. Thì đấy là bảy sự kiện tôi cho tôi chọn bảy sự kiện năm 2016 như vậy thưa ông 2016 cũng là năm đầu tiên mà Việt Nam chúng ta triển khai nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vậy thì theo ông đâu là những nét mới về tình hình chính trị kinh tế của ta trong thời gian qua chúng ta còn khó khăn rất nhiều trên lĩnh vực kinh tế trên lĩnh vực xã hội tội phạm vân vân nhưng tôi cho rằng sau Đại hội 12 có hai cái không khí tín hiệu lành mạnh và tích cực mà không thể không nhắc đến. Đấy là sau đề 12. Các cơ quan đảng cao nhất Bộ Chính trị, Bộ Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội dành hầu hết thời gian bàn về kinh tế. Sau đề hồi 8 của không khí này, sau đề hồi 9 của không khí này, sau đề hội 10 không có, ngay cả sau đời hội 11 cùng không có một cái không khí tập trung trong kinh tế như sau đại 12 này. Thủ tướng Chính phủ và 26 bộ trưởng từ sau đại 12 này có thể nói là tập trung tháo gỡ mọi vướng mắc, mọi cản trở để cho nước ngoài vào đầu tư Việt Nam, để cho người dân có thể đầu tư làm ăn phát triển kinh tế. Cái từ khởi nghiệp là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong năm 16 này. Kể từ năm 86 bây giờ Chúng ta là qua 30 năm đổi mới rồi Chưa bao giờ cái từ khởi nghiệp lại được làm lại nhiều như vậy Tần suất cao như năm 86 này ca cái bộ máy gồng mình làm kinh tế Đồng chí thủ tướng cũng vậy Trong các diễn đàn tổng ý thứ cũng vậy Chủ tịch nước cũng vậy Nhắc rất nhiều đến tạo điều kiện phát triển kinh tế Cái bộ máy của chính phủ Đi từ Nam ra Bắc từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Từ biển lên rừng, từ rừng xuống biển. Tất cả dồn sức và đứng như thế. Tôi cho chưa bao giờ còn không khí lành mạnh, tích cực như vậy. Phải nói đấy là một khí lành mạnh tích cực. Và tiếp tục cái phong cách này thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng những năm sau có khả năng được. Đây là cái tín hiệu mà tôi cho là nó khác thường so với những năm trước đây. Cái tín hiệu thứ hai là cái quyết tâm của đảng, của cấp cao của đảng nhà nước trong việc chống tham nhũng, chống suy thoái tư tưởng chỉ đạo rất là rộng. Thì gieo vào một cái lòng tin đối với người dân đảng viên, cái quyết tâm cao nhất của đảng về khắc phục bằng được cái tham nhũng, cái tha hóa, đấng cản trở sự phát triển. Tôi nghĩ rằng trong vòng 10 tháng 6 đều hôm nay, mà quyết tâm như vậy là đảng trân trọng lắm. Vâng, vậy là một năm uh, nhiều nỗ lực và nhiều dấu ấn phải không ạ? À cảm ơn những bình luận sắc bén của thiếu tướng. Nhân dịp này, thay mặt những người làm chương trình cho phép tôi xin được gửi lời chúc đến thiếu tướng và chúc đến quý vị khán giả một năm mới nhiều thành công và sức khỏe. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.